Greg Pan, bên kia là Po Per Baby. Per Baby đối đầu với Greg Pan. Sớm để có người xem. Đây là bài Greg của game thủ rồi là tiểu này. Còn đây là xi măng cầm Pan. Bên kia có Baby của game thủ Bùi Phương Nam cũng như là U98 là cầm bơ. Đội bạn vẫn có một quân đánh gọi là dễ hơn. Chúng ta là hai chém, bên bạn là một cung và một chém rồi. Mười một, mười ba này hiện tại có đúng một con voi về, chưa thấy một cái gì cả. Hàng đâu? Vẫn hai con nông dân. Mày đấy cơ? Đi con mẹ là coi là con này. Mười sáu trên hai mươi. Đây là yêu voi. Ồ có quả đấy. Con quả thì nó gọi để là con hai quá con ạ. Anh em đi không. Đây là bãi quả phụ 5 cây. Sao nhìn thấy có 4 cây? Một con đấy đấy. À, hạt này hạt, check đi check đi. Ăn chanh M4 nhá, M4 là game thủ 98 con bơ. Vâng, hình như còn thấy 3 quả nữa thì phải. Đi cái con ho ho nó vãi cả lồn. Mà em ra 19 ngày mới dần. Tả được. Đây là ta lên đời rồi. Và Pơ lên đời rất sớm. Pơ bàn đối đầu với nhau nhưng Pơ là người lên đời rất sớm nên cho 98. Vâng, mẫu 4 đã có mặt ở đây rồi. Kích đời là 10.08. Nhưng mà hiện tại con dầu của bạn đã chọc. Hôm nay kích 9 sớm rồi.
20 dân, vâng, mang dân đi quẩy nhau rồi. Vâng, bài pan này hơi khá là cao, tím với bài bờ. Đây là game thủ 16, phụ Bùi Phương Nam cầm Babylon. Đội bạn đang tương đối dễ đánh, cứ một cung một chấm như thật thôi. Toàn bài được, nghe có vẻ hơi khê. Ôi, nhét 6 con đông dân này vào vị trí của mình. Vâng, lên đời thì pơ ban lên đời rồi. Thì mà quan trọng là con pơ đang có lợi thế. Con giỏ tẹo đây. Là một 6 mãi kia mà. Mãi 3 giờ. Vâng, úi xồi, 6 nó không nhà rồi. Bơ bây giờ là phải gom tầm 7-8 hoặc à, chục con nó không chơi. Vâng, quân đang tương đối khó đánh mà bây giờ gặp cái trường hợp bài Bơ Sia nó đang cố gắng cân đề. Mua tạm mấy con đồng dân gồm 98 này cũng được. Phù sắp ra rồi. Không vào được. Mười trên 24. Vai cả trời, vâng, ui giời ơi, xong. Một cháu hại cháu, vâng. Vậy là bị phù hết. Trong cái tình huống bây giờ gần như là phù hết rồi. Vâng, vậy là tỷ số lại đi cho các bạn cơ. Bò thì chắc. Vâng, vậy thì số là một đều. Chúng ta lại về đây đấu bản đề thôi.